Tony đang ở khách sạn TTC ở Bến Ninh Kiều. Mới ngủ dậy hôm nay là sáng mùng 3, 6 giờ sáng. 6 giờ sáng thì bây giờ Tony cũng giống như ở khách sạn Red sẽ đi review cái buổi ăn sáng cho quý vị xem chơi cho vui nha. Right here. Trước mặt quý vị là Bến Ninh Kiều. Cái khách sạn này bước qua hai bước là tới Bến Ninh Kiều luôn á, nó đối diện như cái Bến Ninh Kiều đó quý vị. Bây giờ mình sẽ vào. Chào anh. Dạ. Em đi review. Dạ. Dạ. Em mới ở khách sạn Red ở Sài Gòn, Caramel. Giờ hôm nay em ở Bến Ninh Kiều, rồi bắt đầu ngày mai em ở Vũng Tàu. Đi everywhere. Giống như chim vậy, ngày đi chỗ. Hôm qua thì ở Trà Vinh. Dạ. Trà Vinh là quê của em. Ủa vậy à? Hello Đồng Hương. Em ở ngay đầu chợ Trà Vinh á, nhà em bước qua bước ra cái dòng xoay Trà Vinh hai bước. Dạ, em mới tự vừa ở dưới về đây hồi tối nữa. À vậy à, dạ, dạ. Hôm qua em sợ quá em không dám đi cầu Cổ Chiên, em đi đường Bắc Mỹ Thuận, cầu Bắc Mỹ Thuận tại sao kẹt xe đó. Vậy mà cũng 6 tiếng đồng hồ từ Sài Gòn về tới Trà Vinh, 6 tiếng đồng hồ. Ghê gớm. Dạ đúng rồi, dạ dạ ngày bình thường Tết á. Rồi rồi anh ở đây lâu chưa? Dạ, em qua đây đi làm cái đường bằng máy đâu anh. Vậy hả? Dạ. Ok, dạ anh tên gì? Dạ em tên Quỳnh anh ạ. Anh Quỳnh hả? Ok, dạ. Khi nào rảnh rỗi vào cái YouTube channel của em là Tony Lê USA á. Dạ, Tony Lê USA. Dạ ok anh, dạ đi về xem. Dạ, rảnh xem chơi cho vui nha. Dạ. Dạ, thấy chưa? Dạ. Đây. À, gặp đồng hương của Tony Lê ở Trà Vinh, làm việc ở Bến Ninh Kiều, khách sạn. Đây là quý vị, đây là bánh ngọt. Thì hầu như đa số là cái bán ăn gì bán lấy ấy. Hầu như đa số thì khách sạn nào nó cũng giống giống nhau thôi. Cái này là cháo trắng. Đi. Súp kem bí đỏ. Lỡ rồi đứng ngay cả luôn. Trứng luộc. Và trứng luộc này ở khách sạn Red cũng có. Dạo vòng cho bà con xem chơi cho vui. Thì đây là hàng salad. Rau cải. À, cái ổi nè, quý vị thấy cái ổi không? Sắc ra đẹp chưa? Cái trứng cao nè. Dưa hấu nè. Dưa leo nè, dưa leo quá. Bình thường mình thấy nó bình thường nhưng mà khi mà người ta sắc ra theo kiểu đó, nó đẹp quá ha. Đu đủ vậy nè. Bánh bò nè, trời ơi mấy chục năm mình mới thấy miếng bánh bò nè quý vị. Bánh bò, bánh chuối, bánh đúc. Bác gấp đồ ăn đi rồi, thôi để đi ấy cho. Bác muốn ngồi chỗ nào bác ngồi? Lúc kia đi. Này cơm chiên, thịt nướng. Mát. Mì xào, bún xào, bún thịt xào. Yes, yes. The spaghetti, mì bò. Đã lấy muỗng. Rồi mát muốn cái gì, mát kêu cho chị kìa. Hay là ai đó à? Ngồi xuống đây rồi lại kêu đủ. Mát kêu chưa? Qua Lan nè. Ok, lại lấy. Hấp dẫn quá. À, có bánh tét nữa nè. Hôm qua mới ăn khách sạn Red hai phần bánh tét. Giờ về đây gặp bánh tét nữa nè. Đấy. Đây có xíu chút không được. Rồi, giờ qua đây là phần nước uống. Phần nước uống thì chúng ta sẽ tự lấy nha, chứ không phải trên kia người ta lấy cho mình. Sữa tươi không đường, chanh cắt lá, đường, nước ép. À, mát muốn lấy gì mát uống lấy đi. Sữa đã, đường, cà phê, trà đá. À, cái này là tự lấy. Rồi bên đây nè, bên đây là nó có cái chỗ mà quý vị ăn cái gì đây nè. Hôm nay mình có món gì anh? Dạ, muốn phở anh. À, phở hôm nay mùng 3 Tết, sáng mùng 3 Tết, 6 giờ sáng, phở. Hôm qua ăn trên Red thì nó là bún.
Còn cái này là cái gì anh? Cái này mình tự lấy hả? À. Dạ. Chỉ có phở là mình kêu. À. Ồ vậy hả? Ồ. À. Đây. Này bà tê nè. Nhét vô bánh mì. Bác, có bánh mì đang hồi nó bánh ngoan ăn nha. Ok, bây giờ Tony lại sẽ đi uống một ly cà phê cho nó tỉnh một cái. Đây một ly. Để nước đá. Đâu, bỏ cà phê vô mới lấy nước đá chứ. Cái này có máy pha cà phê luôn đây. Tôi lên như chim vậy đó quý vị nha. Đó là sữa nè. Bà mẹ. Lần đầu tiên tôi lên pha cà phê. I don't know how much sữa. I don't know how much sữa. Đủ chưa? Chắc đủ rồi quá. Tử đường mà chết, tao uống sữa nhiều tiểu đường chết chứ không phải chơi đâu. Quậy. Đã chưa? Đây nè quý vị, 8 giờ sáng mùng 3 Tết. Đây, trên phòng của Tony Lê nhìn xuống nguyên cái cảnh của bến Ninh Kiều. À, khách sạn của Tony Lê ở là đối diện với bến Ninh Kiều nha quý vị. Bây giờ Tony Lê sẽ review từ trên phòng xuống đây nè đó. Có khung cảnh từ trên phòng nhìn xuống nè. Và sau đó Tony Lê sẽ đi xuống mặt đất để review cận cảnh cho quý vị xem chơi cho vui nha. À, công tử Trà Vinh đã có mặt ở bến Ninh Kiều. Ninh Kiều gạo trắng nước trong. Ai đi đến nỗi lòng không muốn về. Right there. Right there. Cuối cùng thì Tony Lê cũng đã có mặt ở bến Ninh Kiều nha. Đã nói rồi, dân chơi là phải chơi tới bến Ninh Kiều. Một là không chơi, hai là phải chơi thì phải chơi tới bến Ninh Kiều, chơi tới gọi là tới đỉnh đó quý vị nhé. Đây nè quý vị, bến Ninh Kiều đây, ở chỗ đó. À, khách sạn Tony Lê ở là right here, TTC Hotel Cần Thơ. Yeah. À, bây giờ thì check in đây. À, bên đây nó có một cái club, nó có đầy đủ hết, cái gì cũng có hết. Mướn ngay cái khách sạn 5 sao ngay bến Ninh Kiều luôn, chơi xả láng sáng dậy sớm đó quý vị không. 8 giờ đêm mùng 2 Tết, Tony Lê đã có mặt ở Cần Thơ gạo trắng nước trong. Người gì á, người đi đến đó lòng không muốn về gì đó. Đó, du thuyền bến Ninh Kiều radar. Tony Lê đang đứng rồi here, đi bộ qua 3 bước tới đó. Đông vui nhộn nhịp, thấy không? Bến Ninh Kiều, quý vị thấy cái chữ bến Ninh Kiều right here không? Trời người ăn Tết từ Sài Gòn, ăn Tết ở Trà Vinh, bây giờ chơi lớn luôn, ăn Tết ở bến Ninh Kiều luôn. Năm nay tôi Lê dẫn quý vị đi cái bộ hơi nhiều nhé. Năm nay tôi Lê dẫn quý vị đi cái bộ hơi nhiều. Được chưa? Cái gì nữa trời ơi,
Có hình nào được không? Có hình được không anh? Dạ, em mới đi Sài Gòn về em.